Chào các bác cô chú anh chị nha. Đây cắt từ sáng sớm thì bắt đầu 8-9 giờ rất nắng không chịu được. Bây giờ là 4:30 vào lúc sáng thì bỏ dở vì nắng quá không chịu được. Rát. Đấy thì bây giờ tôi lại quay lại cắt tiếp đúng cái chỗ 4:30 thì nó dâm bắt đầu đến cái cây này. Mà cây này nó to không bê vào chỗ mát được nên phải cắt luôn tại đây thôi. Các bác xem, cây lão điền đang rất là đẹp, rất là đẹp. Lá đấy, các bác nhìn điền này, sáng rực. Quê có phải bón hay có phải phun thuốc muỗi hay là thuốc bọ trĩ đâu. Tự nó rất là sáng. Đấy, nó chỉ có một số cái lá thôi, nó không bị nhiều như ở trên những cây mini, những cây ở trên mái các bác. Đa số cây trên mái, cây mini tàn phá của dê bọ trĩ rất là mạnh. Và cả cây này đấy, rất là xanh mướt. Các bác nhìn khủng khiếp luôn. Đấy, một dòng điền đấy các bác nhé. Không xin quên đâu. Đấy thì bây giờ quay trở lại cây này. Về cái thì rất là thích. Các bác nhìn thấy cái vệt mà đây tôi cắt sáng bây giờ nó khô rồi, có thể đun được rồi. Là cắt lại cái form nó. Đấy các bác nhìn. Đấy, chia sẻ các bác một cái nữa là cái cách mà tôi làm dăm làm bông ấy. Khi mà tỉa từng cái mà chứ không cắt xoẹt. Khi mà các bác cắt xoẹt mà cắt đều ấy thì vô tình sẽ chạm vào những cái lá của những cái nhánh bên cạnh. Thế thì nó sẽ có vệt kéo và nhìn nó rất là lem nhem và 3 ngày nữa nó sẽ khô theo những cái mép lá nhìn nó xấu lắm. Mình cứ cắt từng cái mà. Vật lá thì có thể ào được mà. Đã cắt dăm thì nhúng từng cái mà cắt. Thì nhìn cái form nó rất là đẹp mà nó vẫn tự nhiên, mặc dù vừa cắt đi mà nhìn nó vẫn có hình hài và nó không bị lôm nhôm. Đấy, các nhìn là hai nửa khác nhau luôn. Mới cắt đến đây, từ đây đến đây mới cắt phần ngọn còn phần lưng nữa thì đang lôm nhôm, làm đến đâu gọn đến đấy. Mấy cái tử ở dưới nữa thì bây giờ làm các bác nhé, đội mũ và làm thôi. Đấy, nắm rát tay rồi. Này là che lưng, cháy lưng.
Nắng lắm, nắng lắm. Không nắng. Thôi, đụng vào gối rồi đúng không? Làm tạm rồi. Làm hòm rồi. Đấy, lần này cắt thì hơi sớm quá vì là lá nó vừa mới non, nhưng mà tiện về cắt đấy các bạn, chứ nếu mà sắp tới lại rất là lâu nữa thì mà không cắt ngay thì
sắp tới nó phá tán thì chết giờ. Đấy, nhưng hôm nay phải cắt luôn. Ôi giời. Đó. Rất giá trị các bạn ơi. Cái sẹo này đang phải che, rồi bôi xử lý và bôi keo lên sẹo, nhưng mà chắc phải một thời gian nữa nó mới ăn thua. Đây chỗ này nó đang lùn này, đang lùn này. Đó, nó màu đen đen là do cái keo mình bôi khắp nơi nó lem nhem thế thôi chứ không đến nỗi nó to như này đâu. Còn cái miếng này thì to thật. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là không phải là không khắc phục được. Chứ nếu mà không có cái sẹo thì giá trị cái này khủng khiếp lắm. Rất phê các bạn này. Đấy, khi mà tôi làm dăm thì tôi thích cho các cái chiều từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới nó không bị đè nhau, thì tôi gỡ từng cái là cắt đi chứ không có xoẹt một mớ này. Mới cắt xong mà các bác nhìn không có cảm giác cắt đâu, không có vết cắt đâu, tại vì không bị kéo, nó không bị đồng loạt lan sang những cái lá bên cạnh, không có cái lá nào có vết kéo cả. À, nhìn này, đấy, đây các bác nhìn này, không có một cái lá nào có vết kéo. Đấy, các bác, đằng này nó hơi vướng, không đứng được. Đấy, bệ bãi chỗ nào cũng đẹp hết. Già, cây này thì miễn bàn, cây này chắc là hiện đang cái giá trị nhất của tôi đang sở hữu. Đứng lên đây phát xem, đứng lên. Đứng được này, mặt chậu này các bạn, à, đứng lên được. Đấy, nhìn. Quả phúc, cũng có phúc thật. Nhìn đầy đặn thế. Đó. Mưa vòng phéo không lọt xuống dưới. Đấy. Xanh Nam Điền các bạn nhé, xịn. Đấy, mình làm xong thì đúng cái lúc nó trời nó dâm. Đấy, ok, dọn chiếc trường này. Quay nốt mấy cái cây này cho các bác xem. Và kết thúc video và chuẩn bị lên Hà Nội tiếp. Tục tuần làm việc mới các bác nha. Hẹn gặp lại các bác trên Hà Nội nha.